Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Hôm nay thì mình mới khám phá được một con map khá là dị ở trong Minua. Map này thì nó có tên là cuộc chiến hút bụi các bạn ạ. Đấy, chúng ta là phải đi tìm những cái món đồ nó liên quan đến hút bụi cơ. Bình thường thì chúng ta, mình nhớ hôm nhầu trước mình còn chơi cuộc chiến chế chổi à, cuộc chiến quét chổi xong cuộc chiến bốc phân rồi. Bây giờ hôm nay có cả cuộc chiến hút bụi luôn. Các bạn, map này khá là dị luôn. Chưa biết là chơi như nào đây. Ok, hôm nay mình sẽ thử chơi con map có tên là cuộc chiến hút bụi này để coi xem map này có gì hay, có gì thú vị không các bạn nhá. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký và cho đăng ký ủng hộ bè các bạn nhá. Đã ôi rồi, chưa gì ông Huy đã gáy rồi. Gáy thì cho qua bên team kia luôn. Đấy, để mình đổi team các đội. Gáy thì cho qua bên team kia luôn này. Gáy với chúng tôi, gáy thì đổi team luôn các bạn ơi. Không cho cơ hội gáy luôn các bạn ạ. Gáy thì mình đổi team. Thích gáy đúng không? Thích gạ solo thì mình đổi team luôn các bạn ơi. Đấy, ok. Rồi, đọc thử cái ID map xem như nào. ID map là 29. Anh biết gì đây chỗ, đọc cái ID map xem nào. Gì đây? 5 4 3 2 1 này thì che, này thì che, bảo bao nhiêu lần rồi, che của chúng tôi này. ID map là gì đây? 29630945 các bạn nhá. Đấy, anh em là chơi ý thức là đừng có che map nhá. Ông kia vừa vào phòng vừa bị kích phát vào loại kìa, ngon. Bị kích phát vào loại luôn các bạn ạ. Cũng hên đấy, cũng hên đấy các bạn ơi. Rồi, anh em nhớ nhá, chơi cùng Mèo Béo là đừng có nhá, đừng có che bản, che ID map nhá. Đó, bao nhiêu bạn muốn chơi không được cùng không? À đấy, nhắc mình nhớ là bạn nào mà có cơ hội chơi cùng Mèo Béo rồi thì đừng quên để lại bình luận phím 1. Còn bạn nào mà chưa chơi cùng Mèo Béo bao giờ thì đừng quên để lại bình luận phím 2 nhá. Đó. Ấy, bạn nào mà không được chơi cùng Mèo Béo cũng tội, mà bạn nào chơi nhiều rồi thì có thể nhường bạn khác vào cũng được. Thay vì anh em vào cứ che bảng thông tin các kiểu, sao không nhường khác chơi đi đúng không? Bao nhiêu bạn muốn chơi cùng không được. À đấy, nhắc mình nhớ là mình vừa mở được cái gì ấy, mình mở được cái máy hút bụi lapis gì ấy các bạn ạ. Không rõ luôn. Đấy. Mở được cái máy hút bụi lapis gì. Không biết được, nhưng mà mình nghĩ là cũng nâng cấp được khá khá đấy. Cũng bớt được khối tiền các bạn ạ. Để cho cái này là máy bình xịt bụi với cả chổi. À rồi, mình sẽ dùng chổi đi. Mình thì mình thích dùng chổi cơ, mình không dùng bình xịt bao giờ. Người Việt Nam dùng chổi không cần công nghệ hiện đại đâu. Xịt xiếc cái gì tầm này. Đấy, cứ dùng chổi thôi. Ok, mình nghĩ mình vứt cái, bỏ cái này đi. Bỏ cái máy hút bụi gỗ cái gì đấy. Sao chưa gì đánh nhau, ôi sao chưa gì đánh nhau vậy. Ủa, sao chưa gì đánh nhau rồi. Rồi kinh vậy, sao chưa gì đánh nhau rồi các bạn ạ, căng thế nhở. Ôi còn chưa kịp làm gì đã theo đánh nhau rồi, kinh đấy, khiếp thật. Vừa vào phát mấy ông này đã đào xuyên tường rồi, căng thế nhở. Đủ chế cái máy hút bụi ruby gì rồi này, ngon luôn. Đào luôn các bạn ơi, máy ruby ổ đào cũng nhiều chứ, đào cũng được nhiều đấy. Chiến thuật là tích tiểu thành đại các bạn ạ, tích tiểu thành đại. Ê, từ từ nhá, mình cứ đào lấy đồ trước thôi. Còn lát nữa mình sẽ chế những cái đồ kia sau các bạn ạ. Cứ tích đồ, mua cái máy hút bụi trước, mua cái máy hút bụi để nâng cấp đồ xịn trước. Ồ, sao thế nên Huy qua sớm ấy nhở? Nên đào của gì mà qua nhanh thế nhở? Hay là cái map này ngắn quá, hay là cái map này ngắn là không biết đúng không các bạn ạ. Chưa gì thế nên Huy đã qua là bên này rồi, cũng căng đấy, không hiểu qua kiểu gì luôn các bạn ơi. Hay là phép độn thổ hay gì ta, mình cũng không rõ các bạn ạ. Qua được sớm thế là cũng ghê đấy, chịu luôn các bạn ơi. Ok, mình nghĩ mình sẽ về nâng cấp tiếp, nâng cấp máy hút bụi tiếp. Về nâng cấp thêm cái máy hút bụi các bạn ạ. Rồi. Ủa ôi sao map này, ôi map này là mỗi lần nâng cấp phải bấm từng cục các bạn ạ. Nó không kiểu như là bấm được một phát đổi 10 cục đâu. Bình thường mình chơi ấy là có hai lựa chọn, một là chế từng cục, hai là chế 10 hoặc 50 cục một lúc. Thế này chế một phát từng cục thế này là hơi lâu nhỉ. Hơi mất thời gian. Máy hút bụi cầu vòng này được ấy, mình nghĩ là mình sẽ chế cái máy hút bụi cầu vòng để coi xem nào, xem đào nhiều không. Ui, đào nhiều phết các bạn ơi. Wow, mình nghĩ là chúng ta sẽ tạm dừng đây, tạm dừng ở cái máy hút bụi cầu vòng thôi. Mình sẽ nâng cấp cái chổi thử nhá, lát nữa mình sẽ thử nâng cấp chổi xem như nào. Mình thấy thanh niên Huy rồi này. Đây không phải thanh niên Huy, cứ tưởng thanh niên Huy. Thanh niên nào ấy các bạn ạ. Đấy, nãy giờ có cái ăn này, cái này ăn được tăng tốc độ đào này đó. Mặc cái này vào này. Trời ơi, nhưng mà tính ra là phải đợi thời gian hồi lâu này. Cái máy hút bụi này này phải phải đợi, nhưng mà hồi lâu quá, như hồi tận mười mấy giây các bạn ạ. Thử lại nhá, lại nào, boom. Ôi nhiều đấy, mà hình như tận mười mấy giây cơ. Ô sao ông ăn ké ở tôi thế, ông này thì ăn ké ở tôi vậy. Người ta đang nghịch mà ông này ra ăn ké. Ôi kệ các bạn ơi. Ôi rồi, mình ngồi sẽ thử nào. Ôi ngồi bấm 161 cục cái này thì khi nào, đề nghị chủ map là nhớ nhớ chỉnh lại nhá, chỉnh lại cái
cái nhớ thêm cái lựa chọn đó là cho chế một phát 10 cục thì nhanh nhanh hơn các bạn ạ. Chứ chế bấm từng cục thế này chắc đến sáng mai à. Rồi bấm từng cục thế này thì lâu lắm các bạn ạ. Mong rằng là chủ map là cho có lựa chọn đó là phải bấm nhiều cục cùng một lúc chứ. Chứ bấm từng cục thế này thì chết. Thế này thì hơi toàn các bạn ơi. Nhìn này, bấm cái này lâu quá. Ok, thế nào. Chổi này, chổi sắt này, chổi vàng này, chổi kim cương này, chổi lục bảo, chổi lapis, chổi ruby, chổi tím, chổi bóng tối, chổi cầu vồng. Ui, có là chổi cầu vồng luôn các bạn ơi. Ui, chổi cầu vồng luôn này, để đi kiếm thêm con chổi thì ngon không. Boom, úi xồi ôi, nhiều đồ chưa. Wow, một đống đồ luôn các bạn ơi. Thế này thì cần quá gì nini hay cái gì nữa nhở. Thế này là quá đủ đồ rồi. Nhiều quá nhiều đồ các bạn, đợi 10 giây đào một lần các bạn ơi. Mỗi tội cái map này chế. Cái map này chế gì nữa, chế cái đồ này, đấy chế cái này này. Nó rất là lâu luôn, bấm cái khối bụi này cực kỳ lâu luôn các bạn ạ. Đấy, bấm cả ngày luôn ý. Bấm mỏi cả tay luôn các bạn ơi. Đấy, tranh thủ đợi thời gian hồi. Trong lúc đợi thời gian hồi mình ngồi mình bấm. Đó, nếu cũng có tí rảnh các bạn ạ. Ok, hồi này, đào tiếp. Bùm, úi xồi ôi, nhiều chưa. Tha hồ mà nhặt luôn. Đó, bây giờ ở đây không có ai KS này, mình đứng các bạn ạ. Mình ngồi một mình đào một máy hút bụi chứ. Đây là gọi là cuộc chiến máy hút bụi. Map này chơi cũng được đấy chứ, mình thấy cũng ok đấy. Để lát nữa thử đánh nhau xem như nào. Mình cũng thắc mắc chứ biết ở nhau như nào các bạn ơi. Ok, đi ngồi nâng cấp đồ tiếp. Nâng cấp khối bụi tiếp. Trời ơi, nhiều khối bụi thế. Không biết nâng cấp cái kiến của gì ta. Cái chổi ấy, nâng cấp cái chổi chứ, nhìn từ nào. Chổi đâu nhỉ, cái chổi về đây mình nâng cấp đến đâu ấy nhỉ. À đây, chổi cầu vồng rồi. Em muốn, à phải có chổi bóng tối à. À cầu vồng VIP là cần chổi bóng tối các bạn ạ. Ok, vậy là cần thêm cái chổi bóng tối nữa các bạn ơi. Chổi kim cương, chổi lục bảo, chổi lapis, chổi ruby, chổi tím. Hết rồi. Chế tiếp, chổi bóng tối rồi. Đây còn phải chế tiếp các bạn. Phải chế tiếp, chế cái chổi, à đây rồi. Rồi, chổi cầu vồng VIP, ok. Đây nâng giáp, đây nâng cấp giáp rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần nâng cấp giáp các bạn ạ. Nâng cấp giáp để áo choàng nữa là xong. Bây giờ chúng ta chỉ việc ngồi đợi nâng cấp giáp về áo choàng thôi. Ok, tháo giáp đây này. Nâng cấp giáp về áo choàng. Ủa gì đấy, gì đấy, cái gì đây, làm gì đấy. Ủa kinh vậy, thiên huy là ra đây. Ui, bánh nhau kìa, chứ gì bánh nhau rồi, từ từ nào. Chế đồ đã các bạn ơi. Chế đồ đã, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Mình chế đồ đã các bạn ạ. Áo choàng gió. Ok, mình chế đồ đã các bạn ơi, chế đồ kim cương đã rồi, ra chơi luôn. Ui, mấy thanh niên kia đã định tuyên chiến rồi, được luôn, tôi cầm chổi cầu vòng VIP này. Ấy, mình có chổi VIP rồi. Ui chết, thiếu đồ à? Không sao, mặc tạm đi. Ok, lên chơi bọn nó. À từ đã. Đổi hamburger đã, mình nãy mình quên không đổi hamburger nhỉ. Từ. Đi kiếm thêm ít đồ đã. Đó, đi kiếm thêm ít đồ về đổi hamburger các bạn ơi. Về đổi hamburger đã. Rồi. Nào, đổi hamburger các bạn ơi. Ok luôn, ăn hamburger bò thơm nào. Quẩy thôi, nào. Các bạn đi tuyên chiến với mèo pèo. Tuyên chiến với mèo pèo, ui căng vậy. Ui, tim bạn căng vậy. Từ nào. Này thì chém, ôi. Chém xuyên tường luôn các bạn ơi. Chém xuyên tường luôn. Wow, hình như là mình chém xuyên tường luôn này. Ôi, chém xuyên tường luôn các bạn ơi. Ôi, thanh niên kia đâu rồi. Thanh niên thì đây, ui. Chém xuyên tường các bạn này. Cái này có khả năng hình như là chém xuyên tường các bạn ạ. Ôi rồi, chém được xuyên tường luôn kìa. Sợ thật sự luôn. Wow. Ôi tự nhiên mình chém không biết tìm bạn đâu cũng chết này. Không biết tìm bạn ở chỗ nào mà cũng đi luôn này. Trời ơi. Lại nữa, không biết tìm bạn ở đâu luôn mà cũng đi luôn các bạn ạ. Sợ thật sự luôn đấy. Không biết tìm bạn ở chỗ nào luôn mà cũng đi luôn. Đó. Cứ thế mà chém thôi. Không cần biết tìm bạn là ai, tìm bạn ở đâu. Chúng ta cứ thế mà chém thôi. Ơi, chúng ta cứ thế mà chém thôi các bạn ơi. Trời ơi. Ôi, quả map ảo diệu vậy. Quả map kiểu này chơi bời gì nữa. Quả map kiểu này chơi bời gì nữa các bạn ơi. Quả map thế này chơi bời gì nữa nhở. Ôi, mình không biết ở đâu mình cũng chém chết người này. Ảo diệu thực sự các bạn ơi. Úi dồi ôi. Không biết tìm bạn ở đâu mà cũng chém chết người luôn các bạn ạ. Mình chém như một vị thần luôn này. Trời ơi, mình chém như một vị thần luôn này. Rồi, mèo béo đang chém như một vị thần. Ơi, chém. Không biết tìm bạn ở đâu luôn mà cũng chém các bạn ạ. Kệ, cứ oánh thôi, tôi cứ oánh thôi. Tôi không cần biết tìm bạn ở đâu nhưng mà tôi cứ oánh thôi các bạn ơi. Rồi, trời ơi.
này thì nhờ này. Không biết team bạn ở chỗ nào mà cứ đánh tôi. Cái này nó bá quá, thế này thì nó lại bá quá các bạn ơi. Thế này không ổn rồi. Mèo béo ở đâu ạ? Mình cũng không biết mình đang đứng ở đâu cơ các bạn ạ. Chịu luôn đấy, mình còn chả biết map này hơi sida nhở. Map này sida quá các bạn ơi. Mà map này hơi bị sida nhá. Map này hơi kỳ các bạn ạ. Không hiểu tự nhiên oánh chết người luôn này. Chủ map ơi, nhớ coi lại cái chổi nhá. Cái chổi này bá quá các bạn ạ. Thế này thì chơi bời gì nữa? Thế thì ai chơi với mèo béo nữa? Cầm cái chổi này thì ai thắng được nữa nhở? Nè, chém kiểu này thì sao chơi? Nhìn kiểu chém lực như này cơ mà. Đúng không? Nhìn này. Chém nó lực như này. Chịu luôn các bạn ơi. Úi trời, nhìn chém này. Nhìn chém lực không? Trời ơi. Từ từ ăn bánh bì các kiểu đó. Chém. Ui, map này hơi nhạt nha. Mà kéo mình phải cấm các bạn. Từ cấm dùng cái này nào. Cấm dùng, đấy, không biết cấm được không ta? Chắc là không cấm được các bạn. Không biết là có cấm được dùng cái này không nữa. Không biết có cấm được không ta? Mình thắc mắc là không biết có cấm được không. Cầm cái chỗ này chém thì để coi em nào. Lại nhở. Không biết là như nào. Từ từ nữa. Mình cũng không biết ở chỗ nào luôn các bạn ạ. Ôi, cái chỗ này bựa quá. Cái chỗ này không biết chơi bởi kiểu gì luôn này. Chổi này chủ map mà có coi được video này thì nhớ sửa lại cái chổi nhá. Bây giờ làm thế nào để cấm dùng cái chổi nhở? Như kể cả mình có cấm dùng ấy đấy. Kể cả mình có cấm dùng thì vẫn dùng được các bạn ạ. Đó. Kể cả mình có cấm dùng thì mấy thanh niên kia vẫn dùng được cái chổi này. Đấy mà mình mà không dùng thì họ cũng dùng mà. Thành ra mình vẫn phải dùng các bạn ạ. Vẫn phải dùng cơ, đã không dùng không được luôn đấy. Trời ơi nhìn này. Quả chổi kinh thế này sao chơi? Bạn nhìn quả chổi không này, nhìn quả chổi lực thế này mà. Đấy, quả chổi này chơi bời gì? Ôi hình như còn chạy ra ngoài được này. Map này còn cho chạy ra ngoài các bạn ạ. Sợ thật sự luôn đấy. Ủa để cưỡi thử thần thú luôn này. Từ. Quả map này kỳ cục quá các bạn ơi. Không biết là team bạn đâu rồi. Không biết là team bạn ở chỗ nào đây. Không biết thanh niên vũ gì kia. Vũ chim bẩn gì kia. Không biết đứng ở đâu các bạn ạ. Ôi không biết thanh niên kia đang đứng ở đâu cơ các bạn ơi. Để mình đi dò nào. Đi dò thanh niên vũ nào. À đây như đây này. Ơ không chết à? Ơ thế bất tử à? Ơ thanh niên vũ bất tử các bạn ơi. Sao không chết kìa? Ơ bất tử à? Sao nhảy kinh vậy? Ủa sao nhảy kinh vậy? Ơi thanh niên này là bất tử hay sao các bạn? Không biết nữa. Ơ không thấy thanh niên vũ đâu luôn các bạn ơi. sao mình vừa thấy thanh niên vũ đây mà sao thì văng xa đâu rồi? Ủa map này lạ kiểu gì cơ? Đoạn đầu đang hay thì em cho cái kiếm này, cho cái chổi vip này, chém nó ảo quá các bạn ạ. Nó bị ảo quá, thành ra là không được hay lắm. Chịu luôn các bạn ơi. Trời ơi mình cũng chịu luôn. Này chém luôn. Chém. Ủa. Chém của không biết team bạn đứng đâu mà chém các bạn ạ. Sợ thật sự luôn đấy. Úi sổ ơi. Sợ thật sự luôn các bạn ạ. Chém của không biết ở đâu ra luôn này. Úi sổ ơi. Tiếp tục luôn. Chơi luôn. Không cho team bạn tỉnh luôn các bạn ơi. Ơi quả chổi ảo diệu quá các bạn ạ. Quả trội kiểu này thì ảo diệu quá đấy. Chủ map mà có coi được video này thì nhớ sửa lại cái chổi nhá. Cái chổi cầu vồng VIP này nó bị bá quá. Bỏ chức năng chém văng xa đi. Chứ không thế thì ai chơi lại đúng không? Cái chổi chém văng xa thì ai chơi lại nữa đấy, đúng không? Trên cái chổi văng xa cả mét thế này thì ai chơi nữa. Chịu luôn các bạn, mình cũng chịu luôn đấy. Chịu ông chủ map luôn. Trời ơi nhìn này. Tiếp thật lực cái này để xem nào. Xem bên nào đạt 200 mạng trước đi. Xem bên nào đạt 200 mạng trước là thắng các bạn nhá. Úi trời ơi, văng xa cả mét luôn này. Thế này thì chơi bời gì? Sợ thật sự luôn các bạn ạ. Chả cần nhìn thấy team bạn đâu mà cũng đánh trúng luôn. Úi trời ơi. Lần sau mình phải cấm dùm các bạn ơi. Phải cấm dùm cái chổi này mới được. Ê, thế niềm vũ này. Ui, bị văng cao cả mét rồi, giờ sao giờ? Chết rồi. oánh chúng tôi này.
Ok luôn các bạn ơi. chém. Ôi. Ôi thế này không chém sao hết. Ôi chạy nhanh thế. À hình như còn chui vào phòng chờ này. Còn chui được cả phòng chờ luôn các bạn ơi. À đuổi thanh niên Vũ này. Thanh niên Vũ định làm gì đây? Thanh niên Vũ định làm gì đây? À tôi thấy rồi nhá, chém như một vị thần luôn. Ui, gần 200 mạng rồi các bạn ơi. Thật sự luôn các bạn ạ. Còn chả biết team bạn ở chỗ nào luôn cơ. Ôi các bạn ơi, chắc là video xin phép được kết thúc đấy thôi. Cái map này nhạt nhẽo quá các bạn ạ. Đây, cho các bạn coi lại cái ID map nhé. Thực ra cái map này ý, lúc đầu chơi rất là hay luôn. Cho đến khi chúng ta chế được cái chổi kia. Đấy, chế được cái chổi rất là nhảm nhí. Mong rằng là chủ map bỏ cái chổi cờ vồng VIP đi nhá. Để mình bình luận nào. Mình sẽ bình luận thôi, map này mình sẽ bình luận thôi các bạn ạ, không đề cử đâu. Map này mình sẽ bình luận thôi. Chắc là không đề cử map này được. Map chơi khá vui cho đến khi chế tạo được cái chổi cầu vồng VIP. Đề nghị chủ map sửa lại cái chổi VIP nha. Chấm. Mất cân bằng game quá. Chúc map sẽ có được nhiều lượt tải nhé. Tìm rồi. Mong rằng là chủ map bỏ cái chức năng chém văng xa đi chứ không chơi bời gì nữa. Đấy. Tội thật luôn. Không nhìn thấy team bạn đâu mà cũng chém chết được team bạn thì tôi cũng chịu các bạn ạ. Rồi. Video chắc là xin phép được kết thúc đấy thôi. Các bạn thấy video này hay và thú vị đừng quên để lại một like. Đừng quên chia sẻ với các bạn và đừng quên nhấn đăng ký và chuông đăng ký ủng hộ mẹ Pea các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.